Tính cả bàn thắng vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, Robert Lewandowski đã có 32 pha lập công sau 24 trận tại giải vô địch quốc gia Đức mùa này. Phong độ ấn tượng của Lewy không chỉ góp công lớn giúp Bayern đánh dẫn đầu bảng xếp hạng, mà còn giúp ngôi sao 32 tuổi một mình một người trong cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu. Đứng sau Robert Lewandowski lần lượt là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Nhờ cú hat-trick trong trận gặp Cagliari thuộc vòng 27 Serie A, Ronaldo đã có tổng cộng 23 bàn thắng tại Serie A. Hiện tại, huyền thoại người Bologna còn kém Lewy 9 bàn, tương đương với 18 điểm. Lewy cũng đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên của Bundesliga giành được danh hiệu cao quý nói trên kể từ sau huyền thoại của Bayern Munich Gerd Müller có được vinh dự này ở mùa 71-72. Hiện tại, đội bóng được đồn đoán nhiều nhất với Sergio Aguero là Barcelona. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết tân chủ tịch Juan Laporta rất thích Aguero và đang đàm phán để đưa anh về Camp Nou với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Với tình hình tài chính khó khăn như hiện nay, việc câu lạc bộ xứ Catalonia nhắm đến các cầu thủ tự do là điều hoàn toàn dễ hiểu. Mới đây, một cái tên khác cũng được cho là gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Aguero, đó là Chelsea. Tờ Daily Mail quả quyết, The Blues đã đặt tiền đạo người Argentina vào tầm ngắm từ thời điểm anh còn chơi cho Atletico Madrid mà không muốn từ chối cơ hội sở hữu Aguero miễn phí trong phiên chợ hè sắp tới. Ở chiều ngược lại, Aguero cũng muốn tiếp tục ở lại nước Anh và không loại trừ khả năng sẽ khoác áo Chelsea. Việc không thể bổ sung những tân binh chất lượng được cho là lý do khiến huấn luyện viên Hansi Flick và giám đốc thể thao Hasan Salihamidžić có mối bất hòa. Trong những chia sẻ mới đây, huấn luyện viên người Đức xác nhận việc ông muốn có những mục tiêu hụt kể trên, đồng thời nhằm ám chỉ việc đội bóng chỉ bổ sung số lượng mà bỏ qua chất lượng. Mọi người luôn nói về Callum Hudson-Odoi hay Sergio Des là những cầu thủ mà cá nhân tôi muốn có, nhưng đúng ra đó là chữ ký mơ ước đối với chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi không thể thực hiện được vụ chuyển nhượng nào, nhất là trong thời buổi Covid-19. Rất khó cho Salihamidžić. Sau đó, chúng tôi quyết định sẽ bổ sung lực lượng, tăng cường chiều sâu đội hình. Kai Havertz, Timo Werner và Leroy Sané là những cái tên đã được đề cập. Tôi thật sự muốn có cả ba, nhưng cuối cùng, chúng tôi quyết định chỉ đưa mỗi về Sané. Cậu ấy là một cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt. Ở trận đấu muộn nhất vòng 27 La Liga, trung vệ Oscar Mingueza trở thành cầu thủ thứ 17 ghi bàn cho Barcelona ở La Liga mùa này. Trước Oscar Mingueza, đã có 16 cầu thủ khác nhau lập công cho Barcelona ở La Liga. Như vậy, Barca trở thành đội bóng có nhiều cầu thủ khác nhau nhất ghi bàn đến thời điểm này, tính cả trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Đứng sau đội chủ sân Camp Nou là Manchester City và Atalanta. Đại diện của Premier League và đại diện Serie A có cùng 16 cầu thủ khác nhau ghi bàn. Ngoài ra, Barcelona còn sở hữu hàng công mạnh nhất La Liga mùa này. Cụ thể, đội bóng xứ Catalonia đã có tổng cộng 61 bàn sau 27 vòng đấu, nhiều hơn 11 bàn so với đội đứng thứ hai là Atletico Madrid 50 và 15 bàn so với Real Madrid 46. Theo cựu trưởng bộ phận y tế của Atletico Madrid, chuyên gia y học, bác sĩ thể thao Jose González, thì việc thực hiện thêm một ca phẫu thuật mắt cá nữa có thể khiến cho Eden Hazard phải sớm kết thúc sự nghiệp. Việc phẫu thuật mắt cá lần thứ ba cực kỳ rủi ro với Hazard. Nếu như phải lên bàn mổ, Hazard có khả năng sẽ không còn chơi bóng được nữa. Trong khi đó, nếu như không phẫu thuật, Hazard sẽ đủ sức ra sân tập nhẹ khoảng vài tháng. Dù vậy, cậu ấy tuyệt đối không được thi đấu. Theo kinh nghiệm của tôi, rất khó để Hazard có thể tiếp tục chơi cho Real Madrid đến hết mùa này. Cho tới khi hoàn toàn khỏe mạnh 100%, Hazard không nên ra sân. Nếu một cầu thủ trở lại sau thời gian dài chấn thương mà không tập luyện và hồi phục đủ, dễ hiểu khi anh ta tự làm mình tái phát chấn thương. Bayern Munich đã tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử giải đấu giành giá nhất châu Âu Champions League nhờ thành tích có lần thứ 19 giành quyền vào chơi ở tứ kết giải đấu này. Qua đó, xóa ngôi Barcelona đã thiết lập kỷ lục mới về số lần góp mặt ở những trận tứ kết. Trước khi bị PSG loại ở vòng knockout đầu tiên ở mùa giải năm nay, gã khổng lồ xứ Catalonia đã có 18 lần lọt vào top 8 đội mạnh nhất Champions League. Bên cạnh đó, Bayern cũng cân bằng kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ là chủ trận bất bại dài nhất ở Champions League với 19 trận liền không thua. Hôm sám tái hiện thành tích của chính mình trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 4 năm 2002. Đây cũng là chuỗi bất bại dài thứ nhì của lịch sử Champions League, chỉ kém Manchester United với 25 trận trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2009.